and watching right with you. So I'm watching on here. Okay. Just showing some colors to some people. Okay. You don't have to do much, but just let me do your nail. That's all you gotta do. Okay. Xin chào các anh chị em. Bữa nay đây này chỉ làm đơn giản thôi nha. Làm cái có nhiều người hỏi thì làm bột màu mà làm sao để đổi màu, có cần làm nhiều không? What I'm doing today is just changing two color refill, okay? From the ombre that we did before. She had rose gold with the coral colors. I filed down some of these colors from her other ombre set. But today we're doing, I filed down already. Em đã bào xuống hết trơn, nó mỏng rồi. Bây giờ mình chỉ cần đắp bột lên thôi. Hai cái màu này rất là dễ đắp. Một cái màu thứ nhất đó là, where is my lemon drop color? Okay, cái màu thứ nhất là cái màu vàng này. Cái màu vàng mà hôm bữa giờ anh chị em đã thấy rồi trong móng của Danny là cái màu này là lemon drop. Giờ thêm nữa, sao không nhìn thấy video ta? Chị có thấy không? Có ai thấy được không? Bây giờ cái kia thì mình lấy mình làm light mocha. Light mocha is right here. Ở trên cái lemon drop. Xíu cho nó. Anh John thấy được mà ha. Ok. Thì mình chỉ cần trước tiên thì mình phao cái móng khách nó hơi dướng ở đây. Ok. Zoom tí xíu vô tí xíu đi ha. Ok, cho nó đỡ hơn rồi. Nếu có bị nếu có bị off camera nhớ cho em biết tí xíu ha, để em vừa làm mà vừa nó bị dướng ở trên cái đầu nữa. Nhưng mà mình sẽ đơn giản là mình bào xuống hết, xong bắt đầu mình stick primer. Xong rồi mình đắp bột thôi. Để em hỏi có người khách này nó có người ta có chịu cầm cái điện thoại cho em không nha. Để cho nó khỏi bị. Alright, can you help me hold the camera today? Mm-hmm. Hi, Trisha. So, as long as we have a good angle. Nhìn cái này cũng hơi lớn lớn tuổi mà bà dễ thương lắm. I can see it from this side as long as the angle is on the nail, okay? Okay. Well, when your arms get tired, let me know. Mm-hmm. Okay. No, sorry. Not be a zoom, yeah, that's better. So right a little bit higher, right there should be good. Got it. Okay. Bây giờ là cái này là cái màu lemon drop ha. Lemon drop nó dễ thương. Bây giờ mình làm cái màu này ở dưới nền, xong cái màu thứ nhì là light mocha nằm ở trên. Rất là đơn giản. Hai cái màu thì anh chị em cũng thấy rõ ràng ở đây rồi. Bây giờ thì em sẽ lấy một cái cục bột trước. Hi. If you want to ask anything in English, like you can ask me in English and I can try to see the comment and I will reply, okay? You can see it on the screen, right? Mm-hmm. So your eyes on the screen, what your eyes is seeing, that's what everyone's seeing. Mm-hmm. So you can help me center it. Mình làm ombre cái chỗ ngay cái mình đầu tiên á, where the acrylic started. The thinner you can get it, the better for it to look natural. You don't want it too thick right there. Thì cũng như mấy cái màu ombre khác, là một cái ngón cái đầu tiên thì mình làm cỡ about 3/4. That's what I like. I do about 3/4 of the nail for the first color, and then this is the light mocha color. Light mocha is right here. You just place them right on. Go into the cuticle. Vô cuticle tí xíu. Mình kéo nhẹ ra thôi. Để nó ra cái như đây rồi. Nghe thấy cái ombre nó che không? Nó rất là dễ. Cái bột này nó rất là dễ blend. Nó không có bị lằn này kia đâu nữa. Còn nếu mà nó chưa đủ nhiều, nó chưa có đủ xuống thấp á. If it's not low enough, you just go a little bit lower. For it to be more natural. You guys see that? Pretty easy to do.
just 2-3 steps. Teacher, I do have to work on 1 or 2 days a week. So my work day is actually around Thursday and Friday of every week. The rest of the day I'm home. I'm at my other job, which is making this powder for you guys to use. Mm-hmm. That's my other job. So I only work in the nail salon Thursday and Friday. So a thin layer of the yellow. Cái màu vàng là mỏng một tí ha. Hola, how are you? Chắc trong thời gian mình làm mấy cái này là anh Thành của Nail Shop anh cũng chuẩn bị order mấy cái màu mới của Danny rồi đó. Danny có ra được 5 cái màu mới trong tuần vừa rồi. Saluditos, you're from Costa Rica. Hello from Costa Rica. I don't know if that's what you're writing, but I'm trying to translate it myself and I hope that's what you wrote. So if you guys have used my powder, you guys would know that Light Mocha is number 8 in my collection. It's one of the easiest color to blend. It blends really well. It blends on anything. Like the nude ombre is really nice, but it's more natural. But if you're looking for like a perfect covering on another color, this color here is the best because you see how thin I use it? Just a very little bit of it, you can cover it. Cái màu Light Mocha này mà anh chị em mà chưa có xài qua đó, nếu mà cần kiếm cái màu nào mà để che cái màu ở dưới á, ví dụ mình làm màu hồng cũng vậy, màu xanh lá cây cũng vậy, cái màu Light Mocha này đó nó che mấy cái màu kia rất là dễ. Thank you Heidi, thank you. So doing ombre, you can do all the first color first and then you go to the second color. You don't have to go like how I did. I just want to let you guys know how the color is covering. It's easier to do the whole set of hand on the yellow first and then you go back to the other color. Hello from Santa Ana, California. Hi. So you can go the yellow, you can go the first color. Let's say if it's not yellow, you're doing white, same thing. Do all the first color first and then you can go back to it and then you have to switch back and forth. Có nghĩa là mình làm ombre thì mình đắp cái một màu đầu tiên trước 10 ngón. Sau mình quay lại mình đắp cái màu thứ nhì nó sẽ lẹ hơn. Mà làm ombre thì cũng có nhờ người làm giỏi, người làm dở này kia. Nhưng mà cái bột mà mình làm đúng á, đúng cái bột á nó sẽ rất là dễ cho mấy người thợ mới nữa. Thì trong mấy lúc đầu em cũng... có nhiều người tưởng là làm giỏi mới được ombre, làm ombre. Sau khi này có nhiều người thợ nhắn tin là cảm ơn, you know. Cảm ơn đây này ra cái sản phẩm rất là dễ đắp, dễ làm vậy này. Cho anh chị em kiếm làm ombre trong tiệm. See, bây giờ cái màu vàng nó ngay đây đi. Mình lấy một tí xíu thôi ha. Just a little bit like you're doing a refill. Mình bỏ lên cái cuticle. Thế mình kéo nhẹ nó cũng ra rồi. Không cần đắp nhiều. If you guys like, please share the video so I can explain all this to people that are just watching, okay? Do you like it? Mm-hmm. You like it? Yes, she's like, yes. I asked her, what does she want to do? Quay cắt lấy nước. Okay. When I move my brush, try to go with the brush. Okay, so I want to see it. Bây giờ là mình lấy cái nước của cái nước cái fill ha, cái lấy cục bột. Nên là lấy một chút xíu nước cho thôi. Xong mình lấy cái cục bột không có nhiều. Mình đừng có lấy nhiều quá trước, mình lấy ít cũng không sao đó, mình để lên. Mình vô cái cuticle. Vô cái cuticle mình kéo nhẹ ra. Tại cái bột nó là bột blend ra. Thí dụ mà cái chỗ này nè, bây giờ thí dụ nha, cái chỗ này nó còn hơi vàng, anh chị em thấy không? Mình muốn nó blend đều chút xíu nữa, mình chỉ lấy một tí thôi, không có nhiều. Bỏ lên ngay cái chỗ mà nó cần blend á,
mình đắp ngay chỗ đó, mình vuốt nó mẹ ra, mình cho nó blend ra. Cái này cũng giống như là làm makeup cho. This is just like doing makeup, guys, for you ladies. Who's your supplier in Sydney? I am. If you're a nail supplier, please contact me, because Australia is still one of my locations that I'm trying to set up a contract with. Because right now I have the UK, I have Poland, I have in America, I have a bunch of people, but I need someone in the in Australia also. Mình dùng nước loại nào vậy? Nước của em xài là nước của hãng Odyssey, cũng là nước của liquid EMA. EMA liquid, okay? Don't use MMA because it dries your nail and it's not good for your nail. So EMA liquid is what I use for my powders most of the time. You know, well, that's all you need for the first layer. Đắp nó xuống. Anh chị thấy không? Nó không có chảy xuống mà nó cũng không có khô nữa. Mình chỉnh nó rất là dễ. Bây giờ mình lấy Hermosa Soludos, lấy nước rồi nhúng vô bột từ từ để xem. Ok, ok, để cho anh thấy nha. Là cái lớp đầu tiên là anh thấy rồi phải không? Bây giờ mình làm cái lớp thứ nhì. Ok, follow my brush, ok? So cái này là giấy, mình vuốt cái giấy. This is the paper that I'm gonna wipe it on. A little bit of liquid, wipe it on the brush, wipe it on the rim. Lấy vô cái này. Then place it down. Đẩy nó vô cuticle. Nên vuốt nó ra bằng cái cọ, là bằng cái tip của cái cọ đó. Thí dụ mình lấy cái lớp đầu tiên đây này lấy không có nhiều đủ bột á, nên sẽ lấy một miếng nữa, a little bit more, so that the blend goes out a little bit further. Yeah, see that? How's that? Nước này ở Mỹ mới có hả anh? Danny nghĩ là cái hãng này bây giờ không, nó không biết nó bên Việt Nam có chưa, mà cái hãng Odyssey thì nó cũng là thế giới. It's a worldwide company. Odyssey is a worldwide company, so it's just something that I like with my powders a lot. Alright, so sau khi mình đắp cái đó xong á, mình lấy cái giờ hai cái màu này. Anh sẽ lấy một no, it's fine. You wanna hold it better? Okay. Thì mình chỉ cần blend, mình chỉ cần đắp một tí clear thôi. Đắp một muỗng clear lên cái móng. Not too thick. Add a little bit of clear on top. Sheer. If you don't have clear, do like a sheer pink. Let's say this one is a sheer. It's a C&D powder. It's like a sheer pink. Because my clear is running low and I left it at home, so I'm grabbing this one. It has like a clear look. Okay, you can use that on top of your powder also. Nếu mà không có bột clear đó, mình lấy tí xíu bột bột natural của cái trong tiệm mình đang xài á, mình phủ nó lên cái ombre của mình. Nó không có làm mất đi cái bột, nó có cái bột cổ, tại cái bột nó đã trong rồi. Mình chỉ protect cái layer của mình thôi. We're using this to protect the ombre from fouling later. You guys see how I'm applying it? Just very, very thin. Very thin. Hi, Mama. All you need is a little bit of thin on it. A little bit of layer of it. Sheer powder, clear powder, anything will work. Very little. Bây giờ làm cái này còn lẻ hơn là... Hello, que número de pince? I don't know what that means, Linda. Joy's calling you. That's Joy, your goddaughter? Yeah. I don't know what that means. Does anybody know what she said? Number de pince. I know what number is. Number of the brush. Right? Is that what you're asking? Number of the brush? Cái bột của em là cái bột bột em đang xài là bột của cái brand của em chị ơi. Em có cái collection bột em ra cho để làm ombre. Nó là DCH Acrylic Blending System. Nếu mà anh chị em đã shop trên Nail Shop thì anh chị em sẽ thấy cái hãng cái bột của em bán ở trên đó rất là nhiều, rất là chạy. Một trong những đồ hot của Nail Shop là cái bột của em, đúng không? Ok, bây giờ we're gonna foul.
Nên thì làm live cái bộ này là chỉ đơn giản, tại vì móng bây giờ móng xài thì rất là có nhiều tiệm thì không có làm dài, phải không? Bởi mấy cái hình mà Danny bỏ lên là toàn là móng kiểu cọ, móng dài. Cũng bởi người khách này là bảo muốn đơn giản, móng bản ngắn nữa. That's why mình thấy làm để cho biết bao nhiêu cái thời gian của mình bỏ ra, không có cần bỏ ra nhiều thời gian đâu. Mình làm ombre này nó còn lẹ hơn làm pink and white nữa. Mà bây giờ mình ăn tìm nó ngon hơn nữa. The number of my brush was a 16. It was a size 16, Linda. See, I thought I got that right. When I saw the word pencil is look like a pencil, so to me pencil is a brush. And I know what number is. You guys are gonna teach me all kinds of languages. Yeah, quick nice change, huh? Yes. From one color to the other. Yes. Linda, el número de pincel es 16. Well, no, I'm saying it wrong. 16 something. I took Spanish for a couple of years, that's why I'm trying to make it sound like I know Spanish, but I don't know too much. So make a step, I'm gonna ombre it, so just two-step acrylic, clear powder, and then you file and you shape, just like doing any other acrylic powder set. Is it hard to learn to do acrylic? Kind of. But then when you get used to it, when it becomes your passion, you would love to just keep on going and going and going. I've been doing this for 16 years and every day I'm learning new things off my peers, my friends. Anh chị em nghĩ sao? Anh chị em thấy học làm bột có khó không? Nhưng mà cái này nói thiệt, bây giờ mà nếu mà mình làm một bộ khách cho một bóng cho khách, mình làm bóng clear mà mình khách nó kêu mình sơn ombre hai màu, anh chị em có thấy làm cái này rất là dễ hơn không? Tại bây giờ mình sơn ombre hai màu, mình lấy nước sơn gel nó rất là khó, phải làm theo cái cách nó rút nhẹ cái màu nó ra lắm nó mới blend được. Ngoài trừ ra thì nó sẽ có hai cái lằn, còn nếu mình nhúng cái sponge mình nhúng vô á thì nó cũng không có nó hơi là messy hơn cái này chút xíu. Cái này nó không có messy bằng mà nó last lâu hơn nhiều. Nó cái này là thì khách nó trở lại nó, mình chỉ cần feel chứ trong chút xíu thôi là mình làm được cái ombre refill rồi. So what I'm trying to explain is that when you do ombres like this, the next time the client come back, you can just do a nude refill back here, you know? And that would just be like a one color refill, and it's only about 25 minutes to do one of that. So very quick. All right, so now I'm going to, thank you for holding the phone. Mm-hmm. I'm gonna finish her nails and let you guys see what the color look like. Okay, bây giờ là mình dũa láng nha. Mình dũa láng ra cái móng này. Because I put a layer of clear on top, I'm not worried that my e-filing is gonna take away the smoothness, the perfect blending of the ombre. But if you don't, this part right here is very thin. Cái chỗ này rất là mỏng. Nếu mà anh chị em mà không có bỏ một lớp clear lên á, mà anh chị em dũa đi á, cái blend chỗ này nó sẽ làm hai cái lần giống như là anh chị em đã mess up trong mấy lúc trước. So nếu mà mình để một tí clear lên mình dũa láng á, mình đi ngang cái mình nó không có bị hư, phải không? When you put a little bit of clear and you go across the body of the nail, it won't ruin your ombre that your acrylic pulled out to be. See, that's not too much work. Just like that, you can put that. Mình làm mấy cái shape khó khăn, mấy cái shape nhỏ, mấy cái shape khó khăn thì mình thấy làm cái bộ này nó lâu, chứ đa số làm cái
cho mấy cái dùng mỹ trắng này kia, rồi cái dùng mà người ta không có thích xài móng kiểu cỏ đó. Mình làm bộ ombre trắng hồng square nó rất là lẹ. Anh chị em thấy mình, nếu mà mình vũa quen rồi, một vũa một ngón có 10 giây à, thấy không? Mà đắp rột cái này thì không cần cắt nữa. Because you're holding the phone for me, your design is free. Oh, thank you. Okay. Thank you. Cái bà khách của đây này, bà nói ư, bà thích làm cho bà hai cái ngón design cho ngón ring single lắm. Nhưng mà bà dễ thương thì mình dễ thương lại ha. Làm trắng không thì mình phải canh, phải canh cho cái trắng nó dày hơn hay là nó ngắn hơn bên kia, đồ nó không có đều lúc mà mình làm. Cái này thì cũng phải canh nữa, nhưng mà nó không cần canh nhiều bằng mấy cái kia, anh chị em thấy không? Got it. Okay. Giờ thì mình buffer. Có ai muốn đi Bahama cruise không kìa, có người vô xem cái sugar white sand kìa. Nhưng mà đừng có bấm vô nha, bấm vô sẽ coi chừng đi hát đó. Quá trình sử dụng móng này có bị hở ở chân móng không anh? Cái ở trên đây hả? Em không có hiểu, như là cái bộ này có lift không á hả? Hay là chị hỏi sao chị qua, chị chúc. Khách của em thường cái bà này thì một tháng chờ bà mới tới. Khách của em thì cũng có nhiều lúc ba tuần khách nó vô một lần, nhưng mà nếu mà cái bị hở hay là không thì cũng tùy theo mình xài cái primer nào, hay là mình xài cái mình lúc mình vũa nhám nó có bị nó có sạch hết không này kia đồ thì bởi cái bột nó mới ăn. Ok, bây giờ là mình để đây này sơn cái top cho anh chị em thấy cái màu này ha. So cái này là thí dụ là cắt đĩa tai. Normally my client will go wash their hand after both hands are done, and then we do the top coat and design whatsoever. But I don't want to hold you guys too long, so I'm just going to show you guys the transition of the color and what the two colors look like. You guys see? Thank you, Chitrisha nha. Pretty soon Nails Job xuống Houston, em được lên TV nữa rồi. Is their design gonna be 3D flower? Tại đây này có khách chuẩn bị vô á, cho nên cái design là đây này phải làm offline thôi. Nhưng mà lúc nào mà có dịp thì đây này sẽ lên trên đây để làm live. Tại đây này cũng rất thích làm live lắm, nhưng mà từ những lúc bây giờ không có đó. Thì bây giờ đây này chỉ có còn có 10 phút nữa, tại không có để làm bàn tay bên kia, so không có thể quay cái design cho bà khách này được. Tại mình làm cho bà không lấy tiền, hy vọng bà cho mình gắn một cái hộp sọ ở chính giữa thôi ha. Tại mình bà nói bà chấp nhận mà, bà nói mình đã nói mình cho bà rồi mà. Bà lúc đó thì mình muốn làm gì mình làm, mình gắn một cái hộp sọ chính giữa được rồi. Ok. Kỳ này không có Trisha, không ai rảnh nói với Danny nữa rồi. Thấy không? Anh chị em thấy bài này đẹp không? Rất là dễ thương. Anh Thành ơi, mama order mấy cái bộ, mấy cái màu này về cho anh chị em order nha. Beautiful. Tại sao chị không có vậy chị? Okay, there's one more time. I want to show you guys the color. This is light mocha on top of lemon drop. Okay? Alright, Marty, put the hand in there. Thank you so much. And thank you guys. I'll see you guys again on the next live video. Come on, GM you, yeah. Bye bye.